Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đến clip của Đội 98 Gaming. Thì hôm nay mình mới nhận được một phần quà cực kỳ là hay luôn các bạn. Đó, đây này. Đó, các bạn thấy chưa? Cái chữ mình quay video cam này nó hơi bị ngược các bạn. Chữ này nó là chữ VNG nha các bạn đấy. Vina Game này, đó, thấy chưa? Đó là phần quà của bên VNG nhà phát hành nha. Thì hôm vừa rồi ấy, thì mình không có tham dự buổi offline ở trong Việt Nam được. Thì bọn mình đã tham gia buổi online của mọi người. Thì rất may là bọn mình vẫn được nhận phần quà các bạn ạ, mặc dù không đi tham gia offline nhưng vẫn được phần quà nha các bạn nha. Đó thì nhà phát hành đã tặng quà cho mình này, thì không biết món quà là gì, bây giờ mình với các bạn cùng khui xem phần quà mà nhà phát hành tặng cho chúng mình là cái gì nha. Thì mình thấy sắm được một cái túi khá là to nhưng không biết là cái gì đây, mình sờ thấy mềm mềm, mình đoán trong này nó có thể là một con gấu bông hoặc là một cái chăn hoặc một cái gối gì đó, mình bởi vì cái túi này nó rất là dày cho nên là không nhìn xuyên qua được các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bóc bóc qua thử để mình khui xem phần quà bên Vina Game tặng là cái gì nha. Chúng ta cùng háo hức nhỉ. Lần đầu tiên mà mình chơi một tựa game mà được game tặng quà luôn. Từ trước nay mình chơi rất là nhiều game luôn, nhưng lần đầu tiên mình chơi một tựa game mà được bên nhà phát hành game tặng quà về đến tận nhà luôn đấy các bạn. Đấy, cực kỳ là vui luôn, không ngờ luôn. Bình thường chơi game thì người ta bảo cũng thằng này suốt ngày cắm đầu vào game làm cái gì đúng không? Ai nghĩ được tặng quà đâu. Đấy. Ui, hình như là một chiếc gối các bạn ạ. Ui, ui, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Ui, một chiếc gối của Play Together nha các bạn. Đấy, cái chiếc gối này là avatar của Play Together nha. Ui, Play Together, đấy. Rất là cảm ơn nhà phát hành Vina Game đã tặng quà nha. Cực kỳ là vui luôn, một chiếc gối luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Chiếc gối này chắc là mình sẽ không không gối đâu, bởi vì nó coi như nó là một chiếc gấu bông để đầu giường làm kỷ niệm cho nó đẹp thôi, chứ mình cũng rất chỉ là nhiều gối rồi để cho làm kỷ niệm thôi, có khi phải đóng túi rồi đóng tủ kính và treo ở trong nhà làm kỷ niệm cho nó đẹp các bạn nhỉ. Giống như kiểu viện bảo tàng ấy, đẹp đấy. Ok, mình thấy còn nhiều phần quà nữa nha. Ui, ui, một chiếc áo Play Together đấy các bạn ạ. Ui, ngoài chiếc gối ra mình còn được tặng một chiếc áo nữa nha. Một phần quà khá là lớn. Ui, chiếc áo kỷ niệm luôn. Đây, một chiếc áo Play Together nha các bạn ơi. Size, chắc là size này là size tất cả mọi người đều mặc vừa luôn ý. Bởi vì, đây, một chiếc áo màu đen. Và cũng có biểu tượng của Play Together luôn nha các bạn nha. Cực kỳ đẹp luôn này. Ui, quá là xịn xò luôn, đẹp. Bây giờ ra đường mà mặc cái áo này oai cực luôn ý. Ừ. Đó, cũng có chữ V kép này. Đó, cũng có avatar biểu tượng cực kỳ đẹp. Nó là một chiếc áo cộc nhá, áo phông cộc nha các bạn nha. Khá là đẹp, cảm ơn nhà phát hành rất là nhiều. Ui, quá là xịn xò đúng không? Đó. Tí mình sẽ mặc thử xem có đẹp không nha. Tí mình sẽ mặc thử. Ui. Và một chiếc hộp nữa các bạn ạ. Không biết cái hộp này trên trong có cái gì. Hộp To Play Together Hero Game Sticker. À, hộp này là hộp sticker các bạn ạ. Hộp này là hộp sticker nha. Wow. Xem bên trong có những cái gì nè. À, hộp bên trong này là có những sticker. Các bạn này, sticker này các bạn có thể dán được trong tường hoặc là trong ấy. Của Hero Tem nha các bạn nhé. Đây. À, sticker này bên trong gồm các con nhân vật Play Together các bạn ạ. Ừ, rất là nhiều nha. Ui, nhiều sticker cực luôn các bạn ơi. Nó phải đến hàng trăm cái sticker luôn ý. Đây này, dày một cục luôn này. Đấy, đây này. Đây các bạn thấy chưa? Đấy, Play Together này. Một, đây là các bạn nhận ra. Đây là một chiếc ô ở trong cái một cái ô này ở trong cái bãi biển ấy. Ngoài bãi biển của Play Together ấy. Đó. Đây này, hai cái ghế ngồi ở chỗ bãi biển này các bạn thấy không? Ui, đẹp cực luôn này. Đó. Tiếp theo này, nếu bạn nào nhận ra đây là cái bộ trang phục gấu này. Đấy. Rất nhiều trang phục luôn, hầu như là nó sưu tầm hết tất cả những trang phục và những cái biểu tượng ở trong game Play Together. Đây, à, các bạn nhận ra cái này chưa? Time to clear up này này. Đấy, các bạn nhận ra không? Đó, mình sẽ để gần cho các bạn nhìn ra rõ nhé. Chính chắc để gần nhìn không rõ bằng để nhìn ở xa đâu đúng không các bạn? Tiếp theo này, đấy, một vũ nhạc công này, cực kỳ nhiều sticker luôn, nhiều lắm. Đây, khinh khí cầu của Play Together này đấy, trong game này đấy, cái tựa game khinh khí cầu rất là nhiều nha. Đây là một sticker của tem hero của anh hero vịt, tem của anh hero vịt này. Ui, cực kỳ đẹp. Sticker này thì không biết là bên ngoài nó để tựa đề là của
Còn tôi bây giờ Hero Team thì chắc là sneaker này là của bên Hero Team, của bên anh Hero Team sao ấy. Chắc có thể là của bên Hero Team các bạn ạ. Đấy, có thể nhà phát hành lấy ở bên đấy được tặng. Rất là đẹp nè. Rất là đẹp. Không biết là cái này là của bên Hero Team hay là đây là những cái hình ảnh của bên Hero Team, nhưng mà rất là hay. Vậy là hết rồi các bạn ạ. Thì được tặng 3 phần quà. Đấy, đầu tiên là một cái gối nhé, một cái gối của Playtogether. Đấy, tiếp theo là một cái áo. Đấy, một cái áo Playtogether nha. Ý, thật là đẹp luôn. Tiếp theo là một cái sticker. Mọi người chờ mình một xíu để mình đi mặc thử cái áo này xem nó test thử luôn xem có đẹp nha. Yeah. Đây các bạn ơi. Áo cực kỳ đẹp luôn các bạn. Ui, quả áo này đẹp tuyệt vời luôn các bạn ơi. Xịn xò. Thế. Đấy. Quả làm một tấm ảnh. Ý. Rồi, làm một tấm ảnh chụp ảnh kiểu này cho mọi người đẹp ha. Đây một cái gối nha. Đây, đẹp chưa? Quá đẹp luôn chứ các bạn, xịn xò luôn. Đấy, đây là những phần quà mà mình nhận được Playtogether nha. Rất là vui luôn. Và không biết cảm xúc gì luôn, chỉ biết gửi một lời cảm ơn đến nhà phát hành Vinagame nhé, đã tặng những phần quà vô cùng là ý nghĩa. Cái chỗ sở sticker này chắc mình phải dán kín nhà là mình mất. Có khi phải dán full nhà, full hết phòng nhà vệ sinh cũng không hết. Không hết được cái đống sở sticker này cực kỳ nhiều luôn. Mà những sở sticker này rất là đẹp nha các bạn nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Cực kỳ dễ thương luôn các bạn, mà nhiều lắm. Đây này 1 2 3. Nhiều cực luôn ấy. Chắc là mình cất vào hộp thôi. Bởi vì nhiều thế này thì có khi để làm kỷ niệm. Dán gọi là dán độ chục tấm hình lên thôi để làm kỷ niệm thôi chứ dán hết cũng không dán được. Đây mình sẽ dán thử vài cái ra đằng sau cho đẹp này, bóc thử dán thử luôn không đây các bạn. Nó cũng nếu mà nhìn qua cao thì nó hơi nhỏ nhỏ nhỉ. Nhưng mà nếu mà để ở cái phòng livestream của mình mà mình dán đằng sau này đẹp lắm đấy các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Mình xem có một tấm hình gì đẹp nữa mình cho các bạn xem nào. Ui, tấm hình này cực kỳ đáng yêu luôn này các bạn. Đây này đấy, hai người đang cầm ô treo nhau này, cực kỳ đáng yêu luôn, xinh xắn cực kỳ đáng yêu luôn. Nó giống như kiểu một bộ phim hoạt hình như các bạn. Nó giống như kiểu các hình ảnh của một bộ phim hoạt hình ấy, rất là đẹp luôn ấy, cực kỳ đáng yêu luôn. Để mình xem một cái tấm hình nào đẹp đẹp đấy nha. Đây là mình chọn ra. Mình đang bị sổ mũi đấy các bạn. Đấy. À, một tấm hình này cũng khá là đáng yêu ấy. Đang kiểu ngồi sưởi ấm này. Cái tấm hình này thì vào mùa đông thì đẹp chứ mùa này mà ngồi sưởi ấm này chắc là tóc tai nó xoăn hết rồi, bởi vì cái thời tiết bên ngoài đã đủ mình đang xoăn tóc rồi. Các bạn ở miền Nam thì thời tiết nó còn dịu dịu chứ ở miền Bắc tụi mình thì nắng kinh khủng lắm các bạn ơi. Thôi thì chắc là clip mình dừng đây thôi nhỉ. Cuối clip cho mình gửi cái tiện đây gửi lời đến cảm ơn đến nhà phát hành nha. Cảm ơn nhà phát hành rất là nhiều, nó tặng những món quà vô cùng là ý nghĩa này. Mong là sẽ được đồng hành cùng nhà phát hành càng lâu càng dài nữa và được cố gắng nhận được thêm nhiều phần quà từ nhà phát hành như nhà các bạn nhỉ. Rồi, và clip mình xin dừng tại đây nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người thấy clip này hay thì nhớ bấm like, bấm chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Và đừng quên các kênh Playtogether VNG để đăng ký kênh và theo dõi và cập nhật những tình hình mới nhất, những mã code mới nhất và những phần quà mới nhất từ kênh của Playtogether nha. Bye bye.